Tôi đang có việc. Kính chào khán giả của đài VOA, xin anh Giao, anh Hải gửi lời chào đến khán giả của đài. À, tôi là Đỗ Đăng Giao, xin kính chào quý khán giả của đài VOA. Tôi Lê Hải, xin kính chào quý vị trở lại chương trình. Vâng, thưa quý khán giả, trong cái diễn đàn tự do ngày hôm nay đó, thì anh em chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề liên quan đến cái hội nghị ASEAN lần thứ 16, mà cái hội nghị này đã bế mạc, và ngay khi bế mạc thì cái bản thông báo chung nó không ra ngay được, mà phải một ngày sau cái bản thông báo chung đó mới ra được. Thì cái nguyên nhân mà cái sự chậm trễ đó là chính vì một số những cái vấn đề liên quan đến từng quốc gia trong cái khối ASEAN này. Và trước hết chúng ta sẽ điểm qua cái thông báo chung này có những cái điểm nào đặc biệt và nhấn mạnh, bởi vì thông báo chung nó tương đối nó cũng khá dài và chúng ta muốn đề cập tới một số những điểm quan trọng của cái thông báo chung này. Thì thưa anh Giao, anh có thể cho khán giả biết những cái điểm nào đặc biệt trong cái thông báo chung này. Thưa anh, cái thông báo chung này đó thì nó có tới 100 mấy chục điểm nữa, nhưng mà có lẽ mà cái điểm mà chúng ta quan tâm nhất đó là 6 cái điểm, từ điểm 150 tới 156 liên quan tới vấn đề Biển Đông. Thì đây là một cái hội nghị các ngoại trưởng của ASEAN đầu tiên đó, mà trong đó cái chương trình nghị sự đó thì cái vấn đề Biển Đông đó là một trong những cái đề tài quan trọng được thảo luận, và đã được thảo luận phải nói là rất sôi nổi và rất là căng thẳng, là tại vì rằng là các nước ở trong khối ASEAN 10 nước đó thì cái thái độ của các nước đó về vấn đề Biển Đông đó nó không phải là hoàn toàn nước nào cũng giống như nước nào, và thành ra là đã có nhiều thảo luận, ý kiến mà khác nhau, và dựa theo đánh giá của các nhà quan sát thì rất là sôi nổi và nhiều khi cũng rất là căng thẳng, thưa anh. Vâng, thì với một cái hội nghị như vậy đó thì chúng ta thấy rõ là khối ASEAN từ trước đến nay á, thì nó thực sự nó có gồm 10 quốc gia, là gồm có Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan, Brunei, Mã Lai, Singapore, Philippines và Indonesia, Việt Nam. và cuối cùng là Việt Nam. Nhưng mà thực tế á, khi mà liên quan đến cái Biển Đông đó, thì không phải tất cả các quốc gia đó đều có những cái dính líu đến cái Biển Đông, mà có lẽ là những cái quốc gia mà dính líu nhiều nhất là Việt Nam, Philippines, kế tiếp là Mã Lai và một chút về vấn đề Indonesia và Brunei, Singapore này, tôi sợ này. Singapore. Thì thế nhưng chính vì cái điểm đó mà chúng ta thấy là cái hội nghị ASEAN từ trước đến nay đó đã rất gặp nhiều trở ngại khi mà đưa vấn đề Biển Đông ra bàn thảo trong cái hội nghị an ninh cấp vùng của ASEAN. Nhưng mà thế nhưng lần này đó thì Mã Lai lại là cái quốc gia chủ của cái khối ASEAN, thành ra đã mạnh dạn đưa cái vấn đề Biển Đông này ra họp, và với sự phản đối rất là mạnh của Trung Cộng, họ cố gắng làm thế nào ngăn cản cái sự kiện mà Biển Đông được bàn thảo trong hội nghị ASEAN. Nhưng mà phải một ngày sau thì cái bản tuyên bố chung nó mới được đưa ra. Thì thưa anh Hải, cái khi mà nhìn vào cái khối ASEAN như vậy đấy, thì tại sao những quốc gia như Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan thì gần như là họ rất là lừng chừng trong cái vấn đề này? Phải chăng đây là một cái sự liên quan đến những cái quyền lợi của họ riêng đối với Trung Cộng, hoặc là vì họ không có những quyền lợi tại Biển Đông nên họ đã có những cái thái độ rất là chần chừ? Anh có thể phân tích một số điểm về những cái quyền lợi đó như thế nào đây? Theo cháu thì phần lớn là về quyền lợi, và một phần đó nữa là một số quyền lợi nghiêng đã kéo những cái nước này nghiêng, có thể nghiêng về Trung Cộng nhiều hơn, hoặc là nghiêng về phía phía Mỹ nhiều hơn, hoặc là những cái hợp tác chung của những các nước trong vùng khối Đông Nam Á. Thì trong cái kỳ họp lần này của những bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì Trung Quốc đã yêu cầu là đừng có đề cập tới về chuyện Biển Đông, và Mã Lai cũng đã trước 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 cái thềm mà hội nghị đã báo trước là mọi mọi bộ trưởng ngoại giao đã đồng ý trước là sẽ không có sẽ tự kiềm chế trong cái công việc, để đừng có xây làm thêm phần phức tạp của về vấn đề Biển Đông. Thì có lẽ đó đó một lần nhắc nhở. Nhưng mà mặc dù vậy thì Philippines vẫn thẳng thừng tố cáo là Trung Cộng đã cái vấn đề mà công việc lấn xây lắp đảo theo của Trung Cộng
đã gây ra những cái sự tranh chấp trên Biển Đông. Và trong những đó thì Indo hoặc Malay thì cũng đã nói ra những cái điều đó là không phải là che giấu được. Và Singapore cũng đã nói ra là không có thể lờ qua cái chuyện Biển Đông được, tại vì và không có thể lờ qua và không có thể bỏ qua, gọi là một, không, mà không gọi đó là một vấn đề mà phải đề cập tới. Thì mặc dù đó có một cái sự dàn xếp để tránh đề cập tới chuyện Biển Đông, nhưng mà kỳ này cháu thấy là thì thật sự những nước lúc trước có thể không không nói nhiều về Biển Đông và không có thể đối đầu với Trung Cộng trước những cái hội nghị lớn, thì lần này bắt đầu đã lên tiếng về để chỉ trích Trung Cộng trong cái việc là lấn biển đảo. Vâng, thì gây nhau á là chúng ta thấy là Miến Điện, Lào, Campuchia và Thái Lan là bốn cái quốc gia mà chúng ta thấy thường họ có những thái độ tương đối là hầu như là không muốn có sự lên án Trung Cộng tại Biển Đông. Thì thưa anh, chúng ta biết là Miến Điện trước khi mà có một sự thay đổi đó thì Miến Điện đã có thể nói có một hành động rất là mạnh mẽ là cắt ngang cái một cái dự án của thủy điện của Trung Cộng, và cái bang giao giữa Miến Điện và Trung Cộng nó trở thành xấu đi. Khá vì yếu đi. Thì thưa anh, thì những cái quốc gia này cái điểm nào mà họ làm cho họ lại cứ lừng cừng, họ lại muốn không dám lên án Trung Cộng, thì cái điểm nào là cái chủ chốt của nó? Thưa anh, những cái vấn đề mà cái thái độ mà của các quốc gia của ASEAN đó đối với vấn đề Biển Đông đó thì nó không ngoài hai cái lĩnh vực, là thứ nhất là vấn đề kinh tế và thứ hai là vấn đề an ninh. Những quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào đó thì hiện thời đó họ không quan tâm lắm về vấn đề an ninh, và nhưng mà lại có những cái liên hệ rất là chặt chẽ với lại Trung Quốc, chẳng hạn như là nhất là Lào và Campuchia và cả Thái Lan nữa. Thành ra đó họ không có muốn làm cho cái mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc nó xấu đi, thì nó có hại cho cái vấn đề là kinh tế của họ. Miến Điện thì lúc trước đó, thì cũng bị cái ảnh hưởng Trung Quốc rất là nặng, nhưng mà sau khi mà có cái vấn đề mà dân chủ hóa đó thì đột nhiên là ông Tổng thống Miến Điện có một hành động như anh đã nói đó, là ông ấy chấm dứt cái hợp đồng mà thủy điện rất là lớn ở Miến Điện. Còn những cái vùng nước khác đó thì vấn đề kinh tế có mà vấn đề an ninh quốc phòng cũng có, mà đặc biệt nhất đó là Việt Nam, Philippines và sau này là Mã Lai, Singapore và Indonesia. Ngoài cái chuyện kinh tế lại có vấn đề về an ninh quốc phòng. Thực ra đó, vấn đề kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc đó, nó còn đậm hơn là những cái vấn đề khác của các nước khác đối với Trung Quốc. Tại vì kinh tế Việt Nam, cái quan hệ kinh tế Việt Nam giữa Việt Nam với lại Trung Quốc đó, nó cũng có thể là nhiều hơn cả những cái nước mà hiện đang lừng khừng bây giờ. Nhưng mà vì cái mối an ninh về, cái lo quan ngại về an ninh ấy, nó lại bây giờ nó lại mạnh hơn cả cái vấn đề kinh tế. Thành ra Việt Nam đang có cái chiều hướng rằng là phải chịu đựng cái chuyện mà nếu mà cái tình hình kinh tế nó xấu đi, cái quan hệ kinh tế xấu đi, nhưng mà cải thiện được cái tình trạng an ninh là tại Việt Nam với lại Philippines đó, nó bây giờ đang đặt nặng nhiều về cái vấn đề an ninh của Biển Đông và của nước mình mất biển, phải không ạ? Hơn là cái vấn đề kinh tế. Mà nhưng mà phải nói những cái nước mà có cái liên hệ về kinh tế cũng như là về an ninh đó, nặng nhất là Việt Nam. Nhưng mà cái thái độ của Việt Nam đó thì lại không được cứng rắn bằng Philippines trong cái vấn đề là về an ninh quốc phòng. Thì nó là cả hai cái, nhưng mà tùy xem rằng là đặt cái nước nào, đặt cái ưu tiên nào. Nếu đặt ưu tiên về kinh tế mà không lo về quốc phòng như là Thái Lan, Campuchia với lại Lào đó, thì là cái thái độ thường thường là không có muốn làm cái chuyện gì hoặc nói cái chuyện gì mà khiến cho cái quan hệ với Trung Quốc xấu đi. Trong khi Việt Nam với Philippines gần như lúc sau này là chấp nhận rằng là chịu cái chuyện là căng thẳng về bang giao, vì vấn đề Biển Đông, và có thể là có ảnh hưởng xấu tới Trung Quốc, nhưng mà phải đặt vấn đề nặng về vấn đề an ninh quốc phòng. Mã Lai sau này đó cũng bắt đầu đặt nặng về an ninh quốc phòng sau khi mà và Singapore, sau khi mà Trung Quốc có một số những hành động là nó quá trắng trợn ở Biển Đông và khiến cho các nước ở ngoài biển đó bắt đầu lo lắng nhiều. Thành ra
Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta phải nói, đây là lần đầu tiên mà vấn đề Biển Đông đó là một cái đề tài được coi là quan trọng và được thảo luận rất là rốt ráo ở trong cái hội nghị các ngoại trưởng ASEAN năm nay, mặc dầu là không có sự nhất trí của tất cả các quốc gia về cái cách ứng xử như thế nào, thưa anh. Vâng, thì trong cái thông báo chung đó, thì chúng ta thấy một cái điểm mà các quốc gia đông trong khối ASEAN là thúc đẩy đó, tức là làm thế nào tiến tới một cái bản hiệp ước về COC. Dạ vâng. Chúng ta biết là Trung Cộng đó, thì từ trước đến nay và họ ít tôn trọng những cái luật lệ, ngay cả những cái như hiệp ước về biển mà Trung Cộng đã ký với Liên Hợp Quốc về biển. Và trước khi có COC ấy, thì chúng ta cũng đã biết là các quốc gia Đông Nam Á cũng đã có với Trung Cộng cái hiệp ước về DOC. Thế nhưng mà Trung Cộng có bao giờ tôn trọng không? Thành ra cái điều mà chúng ta đặt ở đây đó, theo các anh á, là khối ASEAN muốn đẩy làm thế nào hoàn tất cái hiệp ước về COC càng sớm càng tốt để có một cái căn bản để mà giải quyết vấn đề tại Biển Đông. Nhưng mà trước cái thái độ của Trung Cộng bất chấp luật lệ quốc tế như vậy đấy, thì thưa anh Giao, liệu COC hình thành có giúp được cái gì cho vấn đề giải quyết này hay không? Thưa anh, theo cái theo hội nghị đó, thì là sau cái hội nghị này đó, thì các nước ASEAN sẽ cố gắng là cùng với Trung Quốc để hoàn tất cái COC, tức là cái cốt và cái cách hành xử ở Biển Đông đó. Thế nhưng mà theo nhận định của một cái chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược đó, thì có thể là vì rằng là cái thái độ của Trung Quốc, có thể là cái 10 cái quốc gia ASEAN này đó sẽ có thể đơn phương đó sẽ hoàn tất cái COC mà không có Trung Quốc tham gia. Họ vẫn cứ hoàn tất cái COC theo cái quan điểm của khối ASEAN, là tại vì họ nói rằng là không còn nhiều thời gian để mà chờ đợi thêm nữa. Thành ra đó, cái tình hình như vậy nó sẽ càng ngày nó sẽ càng căng thẳng thêm. Nhưng mà họ theo một nghiên cứu của bà thì các nước ASEAN có thể là sẽ phải chọn một cái quyết định là tự đơn phương soạn thảo cái COC, ngay cả nếu trường hợp mà Trung Quốc không chịu tham gia trong cái chuyện bàn thảo này, và họ cũng sẽ tự đơn phương hoàn tất cái COC này. Thì đấy là một cái lời tiên đoán của một cái chuyên gia của cái viện nghiên cứu về Biển Đông và quốc tế, thì có thể nó sẽ dẫn tới cái tình trạng như vậy. Nghĩa là đối với các nước ASEAN đó, là cái chuyện mà Trung Quốc đó, cái thái độ của Trung Quốc và những cái hành động của Trung Quốc đó, thì đã khiến cho ASEAN là không thể không có một cái COC nữa, không thể chờ được nữa rồi. Mà nhất đây đó, là cách đây vài bữa đó, thì chính ông Vương Nghị đó, thì ông lại tuyên bố rằng là tự do hàng hải ở trong Biển Đông nó không phải là hoàn toàn tự do mà có giới hạn. Yeah. Thì tôi nghĩ là cái điều này đó sẽ khiến cho các quốc gia vùng Đông Nam Á đó sẽ quan ngại thêm nữa, và họ càng đẩy mạnh cái hợp tác để với lại phương Tây để mà làm đối trọng trong cái chuyện này, cũng như là họ sẽ hoàn tất cái COC đúng như là cái lời mà tuyên đoán của cái bà Bonnie Glaser đó, là họ không thể đợi được nữa. Tại vì nếu cứ tiếp tục như vậy đó, tại vì đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc đã nói thẳng ra là có giới hạn trong vấn đề tự do. Tự do hàng hải ở Trung Quốc không phải là không có giới hạn. Okay. Vâng, yeah. Thì thưa anh Hải, thì đối với cái quan điểm của anh ấy, là một cái quốc gia mà luật lệ quốc tế họ chẳng có tôn trọng gì cả, họ bất chấp như vậy, và nếu mà đơn phương những quốc gia ở ASEAN mà hình thành cái quy ước về COC, thì liệu cái điều đó Trung Cộng nó có tuân thủ hay không, và nếu không tuân thủ thì chuyện gì? Dạ, hiện tại thì coi như đó là thế đưa đi của những nước trong khối ASEAN, mà như Mỹ cũng ủng hộ cái thế đó, là giống như chú Giao nãy nói là coi như là hội ASEAN sẽ đưa ra một cái COC. Tại vì hiện tại thì có một cái COC bán chính thức của Hiệp hội ASEAN ký với Trung Cộng từ năm 2002. Từ tới nay chưa hình thành cái chính thức, thì Hiệp hội ASEAN muốn tiến tới để làm đem một cái COC chung, dù có mặt Trung Cộng hay không,
thì họ vẫn tiến tới. Thì cháu nghĩ lúc đó là thì có thể là theo một cái mục đích làm như vậy thì buộc buộc Trung Cộng sẽ không có chần chờ và lôi kéo thời gian để mà từ từ thâu tóm những cái quần đảo, và buộc phải Trung Cộng phải tham gia vô cái cuộc đàm phán để mà thảo luận cái COC chính thức. Và tại vì cái đó nó sẽ một sau khi ký xong thì nó cháu nghĩ nó sẽ có hiệu nghiệm, và có thể là rất là lâu mới có một cái lần sửa lại cho cái COC như vậy. Thì nếu mà Trung Cộng không tham gia thì Trung Cộng lúc đó sẽ bị mất cái tiếng nói trong cái vòng đàm phán của về cái luật COC. Tôi nghĩ rằng là nếu mà các quốc gia mà Đông Nam Á đó, ASEAN đó, mà họ tự họp và hoàn tất cái đơn phương, hoàn tất cái COC này đó, mà không có sự giam trục của Trung Cộng, mà sau khi họ công bố cái này ra đó, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ được sự ủng hộ của thế giới, và lúc đó sẽ đặt vào Trung Cộng là một cái tư thế, một cái nước là không có thiện chí trong cái chuyện này. Mà chúng ta biết rằng là Trung Cộng đó luôn luôn là muốn tỏ ra rằng là có thiện chí trong tất cả những cái chuyện chung, nhưng mà nếu mà họ buộc ASEAN phải làm cái chuyện này đó thì mà họ lại không tham gia mà cũng không làm gì hết, lại không tôn trọng luôn đó, thì cái vấn đề thiện chí sẽ bị đánh giá rất là thấp. Và tôi nghĩ rằng là đấy là cái vấn đề tâm lý, vấn đề là bang giao quốc tế nhiều hơn. Chúng ta biết chắc chắn rằng là nếu mà ASEAN, mà khối ASEAN mà đưa ra một cái COC của họ tự hoàn tất lấy đó, thì không bao giờ mà Trung Quốc mà tham gia. Còn nếu bây giờ muốn có một cái COC mà có cả Trung Quốc đồng ý đó, thì họ không họp thì làm sao mà có được. Thành ra đã lúc đó là thế giới sẽ đánh giá rằng là Trung Quốc không có thiện chí trong cái chuyện giải quyết cái vấn đề này, và không muốn dùng luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, thì nó ảnh hưởng tới cái thái độ, cái vị trí thế chính trị của Trung Quốc ở trên thế giới. Thưa anh, tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cái vị thế mà một cái siêu cường quốc của Trung Quốc trên thế giới. Vâng, thì trong cái phần thứ hai, anh em chúng tôi sẽ đào sâu thêm về cái tương quan giữa các cường quốc ở tại cái Biển Đông như thế nào. Xin quý thính giả tiếp tục giữ màn ảnh sau một số những cái thông tin thương mại, để chúng tôi sẽ trở lại.